Chào các em học sinh thân mến, thầy tên là Cần Hồng Nguyễn, gọi cho đầy đủ là Nguyễn Văn Cần. Hiện nay là giáo viên của trường Trung học cơ sở Thủy Phương. Hôm nay thầy làm đoạn video ngắn này để giới thiệu về thể lệ của new đấu trường 108. Đây là lần đầu tiên trường Trung học cơ sở Thủy Phương tổ chức chương trình new đấu trường 100 phỏng theo chương trình đấu trường 100 của VTV, Đài truyền hình Việt Nam. Vì trường ta tổ chức nó không giống trường quay ở của đài VTV3, do đó chúng tôi có cái sự hướng dẫn và thể lệ có thay đổi. Trước hết là 108 thí sinh khi tham gia chơi thì phải sử dụng cái điện thoại thông minh này để trả lời, nhận câu hỏi và tham gia cuộc thi. Với mỗi câu hỏi thì sẽ có một cái đường link nhắn đến ở một cái trang, một cái nhóm kín, đây là nhóm trò chuyện kín Facebook New Đấu Trường 108. Thì nhắc lại là mỗi câu hỏi sẽ có một đường link. Học sinh khi trả lời thì chỉ cần nhấn vào một cái đường link đó và sau đó có họ và tên, số báo danh. Sau đó khi câu hỏi hiện ra rồi thì học sinh sẽ trả lời A, B, C hoặc D. Thì nhắc lại là khi mà câu hỏi hiện ra thì chúng ta chỉ có việc nhấn nút A, B, C hoặc D ở ngay chính trên phần mềm mà ban tổ chức gửi. Câu hỏi sẽ hiển thị hai nơi. Một là trên màn hình lớn, sẽ có một cái màn hình rất là lớn ở sân chơi. Và câu hỏi cũng sẽ hiện lên ở chính điện thoại của mỗi học sinh. Đấy. Sau khi mà câu hỏi đã đưa ra, các em đã đọc xong, người chương trình đọc xong câu hỏi, các em đã đọc xong câu hỏi rồi thì người chương trình sẽ thông báo là thời gian 10 giây suy nghĩ bắt đầu, thì chúng ta sẽ nhấn nút trả lời thật là nhanh. Đó là những người chơi ở phía dưới. Còn bốn người chơi chính, tức là bốn người ở ghế nóng á, thì sẽ có thời gian dài hơn, đấy là 60 giây để trả lời hoặc là bình luận hoặc là lựa chọn quyền giải thoát, quyền trợ giúp. Trong cuộc chơi này thì chúng ta sẽ có toàn bộ là 20 câu hỏi ở dưới dạng là trắc nghiệm khách quan hoặc là trắc nghiệm điện tử. Trắc nghiệm khách quan là có 4 phương án trả lời A, B, C, D. Còn trắc nghiệm điện tử là chúng ta gõ vào đó những cái thông tin về đáp án của câu hỏi. Ví dụ như là năm 2010, 2015 hay là 1986 vân vân. Đấy, như vậy là chúng ta rất là đơn giản. Phải không? Mỗi câu trả lời đúng thì được 5 điểm và trả lời sai thì bị loại ra khỏi cuộc chơi, không có điểm. Riêng 5 câu cuối cùng, tức là câu thứ 16, 17, 18, 19, 20 thì người chơi chính, tức là bốn người ở trên ghế nóng đó, thì điểm số sẽ có sự phân biệt. Nếu như trả lời nhanh nhất mà đúng, đúng mà nhanh nhất thì sẽ được 10 điểm. Trả lời đúng mà nhanh thứ hai thì sẽ được 8 điểm. Tương tự như vậy, người trả lời đúng và nhanh thứ ba thì 7 điểm và người trả lời nhanh cuối cùng của một trong bốn người đó thì chỉ được 6 điểm. Máy tính sẽ xác định ai trả lời nhanh nhất, ai trả lời nhanh nhì, ba tư, vân vân. Bây giờ trong trường hợp mà một thí sinh trả lời sai thì ngay lập tức bị loại khỏi cuộc chơi, trừ bốn người chơi chính. Nếu bốn người chơi chính mà trả lời sai thì không phải loại ra khỏi cuộc chơi mà sẽ xuống sàn đấu trong số 104 người đó. Giả sử như có một người chơi chính trả lời sai câu hỏi thì ở dưới sàn đấu, người nào trả lời đúng mà nhanh nhất sẽ lên thế vị trí của người chơi chính. Trong trường hợp có hai người chơi chính trả lời sai thì máy tính sẽ lựa chọn hai người ở dưới sàn đấu trả lời đúng và nhanh nhất để lên chơi chính. Như vậy cuộc thi cực kỳ hấp dẫn đó. 100 đối thủ ở dưới luôn luôn trả lời làm sao cho đúng và nhanh để được lên thay thế người chơi chính. À, rất là hấp dẫn. Trong trường hợp mà dưới câu hỏi thứ 10
mà số lượng học sinh trên sàn đấu chỉ còn lại dưới 10 học sinh, thì ban tổ chức sẽ có một cái quyền trợ giúp, đó là một số giáo viên học sinh cùng tham gia hoạt động cứu trợ, ví dụ như là tổ chức trò chơi ném bóng và giỏ hoặc là đá bóng và cầu môn. Cái này do ban tổ chức sắp xếp và căn cứ vào kết quả của trò chơi để ban tổ chức sẽ cho số thí sinh quay trở lại sàn đấu tương ứng với 50 người, 75 người, 85 người hay là 104 người. Và cái này là sẽ đảm bảo rất là vui, rất là thú vị. Việc tổ chức cứu trợ một lần, hai lần hay ba lần thì do trưởng ban tổ chức quyết định. Như vậy là trưởng ban tổ chức sẽ quyết định là trả lời hai, cứu trợ một lần, hai lần hay ba lần, và tối đa chỉ ba lần thôi. Những người chơi chính nếu trả lời từ 3 câu trở lên thì có thêm 4 quyền trợ giúp. Từ câu thứ 4 trở đi thì có thêm quyền trợ giúp. Một là hỏi người thân bằng điện thoại hoặc là tra cứu trên mạng internet dùng Google. Và thời gian để hỏi người thân vừa đọc câu hỏi vừa trả lời chỉ trong vòng 30 giây. Hay là không hỏi người thân thì chúng ta có thể tra cứu trên mạng internet, tuy nhiên thời gian để tra cứu chỉ vọn vẹn là 30 giây mà thôi. Quyền trợ giúp thứ hai để là ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng được thí sinh sử dụng báo hiệu cho ban tổ chức là em sẽ chọn ngôi sao hy vọng, và khi chọn ngôi sao hy vọng nếu trả lời đúng thì điểm sẽ được nhân đôi, nếu trả lời sai thì đương nhiên bị rời khỏi ghế nóng và xuống ở vị trí dưới kia để chơi. Nhưng mà nếu mà chọn ngôi sao hy vọng thì theo thầy là nên chọn ngôi sao hy vọng ở cả câu thứ 16, 17, 18, 19, 20, tức là 5 câu cuối cùng chúng ta chọn ngôi sao hy vọng. Vậy thì khi đó nếu trả lời đúng thì điểm sẽ nhân đôi. Rất là hấp dẫn, đúng không? Một quyền trợ giúp dành cho 4 người ở ghế nóng đó nữa là khảo sát người chơi. Giả sử có một câu hỏi nào đó mà chúng ta thấy băn khoăn là không biết chọn A, B, C hay D, thì chúng ta có thể khảo sát thì xem là người chơi chọn bao nhiêu phương án A, bao nhiêu phương án B, bao nhiêu phương án C, và máy tính sẽ hiện lên và cho chúng ta biết là khán giả đã chọn, người chơi đã chọn là bao nhiêu phần trăm là chọn phương án A, bao nhiêu phần trăm chọn phương án B, C chẳng hạn. Quyền trợ giúp cuối cùng đó là thấy câu hỏi khó quá nhưng mà nếu như trả lời là sợ sai cho nên là có thể dừng cuộc chơi. Quyền trợ giúp là dừng cuộc chơi. Dừng cuộc chơi này thì chỉ nên sử dụng khi mà thấy câu hỏi nó khó quá và chúng ta bảo toàn được số điểm. Dừng cuộc chơi có thể bảo toàn số điểm, ví dụ đến câu 19, đến câu thứ 19 mà chúng ta thấy câu nó khó quá, chúng ta có thể dùng cái quyền trợ giúp cuối cùng đó, một cái quyền trợ giúp đó là dừng cuộc chơi lại mà vẫn bảo toàn số điểm. Em lưu ý là vẫn bảo toàn số điểm nha. Rồi, kết quả được tính như thế nào? Ai mà giành được điểm cao nhất thì đương nhiên là vị trí quán quân. Điểm thứ nhì là á quân, điểm thứ ba là giải ba và sẽ có một giải khuyến khích. Ngoài vị trí nhất, nhì, ba, tư thì còn có cả thứ top. Ví dụ là top 10 người chơi có điểm cao nhất thì sẽ có phần quà từ ban tổ chức. Máy tính sẽ cộng điểm sau mỗi câu trả lời. Nhắc lại, mỗi câu trả lời đúng, kể cả người chơi chính ở ghế nóng và những người chơi ở dưới kia cũng đều được cộng điểm như nhau. Nhưng mà riêng 4 người ở ghế nóng thì câu thứ 16, 17, 18, 19, 20 thì có hệ số điểm tùy theo vị trí trả lời. Và như vậy chúng ta thấy là toàn bộ cuộc thi thì ai cũng phải phấn đấu tập trung cao độ nhất để trả lời đúng và nhanh nhất. Bởi vì nhanh thì có thể có cơ hội là lên thay ghế nóng, nhanh thì có thể có cơ hội là được số điểm cao hơn. Đấy, do đó là, nhưng mà mục tiêu vẫn là đúng nhá, đúng quan trọng hơn nhanh. Rồi, về đối tượng dự thi thì tất cả học sinh ở trường trung học cơ sở Thủy Phương đều có quyền tham gia cuộc thi này, bao gồm có vòng loại. Vòng loại thì hệ thống câu hỏi chúng tôi gửi về cho cả 947 học sinh của chúng ta tham gia. Thí sinh dự thi thì phải có tài khoản trên Facebook và có điện thoại thông minh, bởi vì tất cả mọi chuyện là sử dụng trên điện thoại thông minh hết. Đấy. Sau khi
31 câu hỏi gửi cho các em làm xong rồi thì ban tổ chức sẽ chọn ra 58 người có điểm cao nhất. 31 câu mà các em đang làm đây này, thì chọn 58 học sinh có điểm cao nhất. Sau đó mỗi lớp sẽ chọn thêm 2 học sinh nữa ngoài 58 em kia. Vậy là mỗi lớp được quyền chọn thêm 2 học sinh ngoài 58 em mà ban tổ chức đã chọn, để trở thành là 108 thí sinh tham gia đấu trường New đấu trường 108. Sau khi có được 108 người chơi rồi, thì ở câu hỏi đầu tiên chưa có người chơi chính, mà câu hỏi đầu tiên sau khi đặt ra rồi ấy, thì sẽ chọn 4 bàn, chọn 25 bàn, chọn 25 bàn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ tham gia một vòng quay may mắn, là rất là hấp dẫn. Vòng quay may mắn sẽ chọn ra 4 bàn để tham gia ngồi ở ghế đóng, tức là người chơi chính. Và để làm quen việc này ấy, thì tối ngày 17 tháng 11 thì ban tổ chức sẽ tổ chức tổng duyệt trực tuyến ở trên mạng internet, và lúc 8 giờ ngày 17 tháng 11 sẽ tổ chức thi thử một số câu để cho các em làm quen. Về giải thưởng thì ngoài tiền thưởng nhất nhì ba tương ứng với 200.000, 150.000, 150.000 đồng, thì top 10 người và top 10 người có điểm cao nhất thì mỗi phần quà có giá trị là khoảng độ 20.000 đồng. Thì ngoài những cái phần thưởng bằng tiền mặt và quà đó, thì người chơi chính và 104 người kia sẽ có cơ hội được cộng điểm thi đua cho lớp. Ví dụ giải nhất là được cộng 100 điểm thi đua cho lớp. Cứ mỗi người một giải nhất là được 100 điểm thi đua cho lớp. Tương ứng như vậy là giải nhì ấy, là 80, giải ba là 70, giải khuyến khích là 60 điểm. Rất là nhiều đó. Thì trong lớp ta mà có những bàn lọt vào top 10, 2 bàn thì được cộng 80 điểm, 1 bàn thì cộng 40 điểm. Tương tự như vậy, top 20, top 30, top 40, top 50 thì số điểm tương ứng là 30, 20, 15 và 10 điểm. Rất là hấp dẫn. Và đây là cơ hội để các nhóm, các lớp là cộng điểm thi đua trong cái đợt thi đua cao điểm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam này. Trên đây là thể lệ mà thầy hướng dẫn cho các em để các em tham gia hoạt động này một cách hiệu quả. Thầy nhắc lại, nếu đấu trường 108 là sân chơi lần đầu tiên được tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học tập và rèn luyện, thầy rất mong rằng các em tham gia một cách tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào sáng ngày 20 tháng 11 trong cuộc thi New Đấu trường 108 tại trường Trung học Cơ sở Thủy Phương. Xin chào và hẹn gặp lại.